Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy có những người Pha-ri-sêu đến gần Chúa Giêsu để thử người. Họ nói: người ta có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do gì không? Người đáp: các ông chẳng đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, tạo hóa đã dựng nên con người có nam có nữ. Và Ngài phán: bởi thế người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế họ không còn là hai nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, thưa hai bên gia đình của hai đôi tân hôn, thân bằng quyến thuộc cũng như bạn bè của hai đôi tân hôn hôm nay rất thân mến. Trong đời sống xã hội của con người của chúng ta, ai cũng muốn vươn mình lên và vươn lên đến đỉnh cao của cuộc sống. Trong tục ngữ tiếng Anh có một câu, tôi nói tiếng Anh thì không có chuẩn lắm, nhưng mà người ta nói rằng my place is in the top, có nghĩa là chỗ của tôi thì phải ở trên chóp đỉnh, nghĩa là tôi luôn luôn phải là số một. Vì thế mà con người của chúng ta đã tìm đủ mọi cách để chúng ta vươn lên và hướng đến chỗ hoàn thiện. Không thể sống một cách tầm thường, không thể mà sống gọi là tà tà ở trên ngọn cỏ được, mà phải vươn mình lên. Tuy vậy nhưng chúng ta thấy con người chúng ta lại không chú trọng tới cái sự vươn lên của tinh thần, mà chúng ta lại chỉ chú trọng tới cái đời sống vật chất. Nghĩa là chúng ta đi tìm cho mình có một cuộc sống sung túc, lắm tiền, nhiều của, rồi thậm chí là muốn ngồi lên đầu, lên cổ thiên hạ nữa. Như chúng ta vẫn nói rằng ăn trên ngồi chốc mà. Nhưng mà để thực hiện được tất cả những điều đó, nó là một điều rất khó. Nhưng mà nếu không thực hiện được thì con người của chúng ta lại cảm thấy và tỏ ra bất mãn và hờn đời. Tuy vậy, kính thưa cộng đoàn, đặc biệt đôi tân hôn hôm nay rất thân mến, chúng ta thấy hạnh phúc và đau khổ nó luôn luôn đi liền với nhau. Chúng ta phải chấp nhận cả hai. Vì vậy mà các đôi tân hôn của chúng ta đừng nhìn vào đời sống hôn nhân và gia đình của chúng ta qua một cái lăng kính gọi là lúc nào cũng là màu hồng, lúc nào cũng vui vẻ cả. Có những ngày niềm vui tràn đầy, tuy nhiên thì cũng có những lúc nỗi khổ buồn đau cũng không thiếu. Vì vậy mà người ta khi giáp mặt với cuộc sống miếng cơm manh áo, đối mặt với những trách nhiệm và bổn phận của con người, thì nhiều khi chúng ta đã cảm thấy những vấn đề đó nó gian nan và có thể nói là khó nuốt nữa. Tâm lý chung của con người là không hài lòng với những điều mình đang có, mà lại luôn luôn đi tìm những cái gì nó xa hơn ở ngoài với tầm tay của mình. Vì thế mà người Việt Nam của chúng ta ví với nhau rằng lòng dạ con người là cái giỏ không có đáy, cho nên bao nhiêu cũng vừa. Hay câu tục ngữ khác nói rằng có voi thì đòi tiên. Cho nên chúng ta vẫn luôn luôn chưa bằng lòng với những sự mình có. Một học giả người Trung Hoa, ông ta nói một câu rất là hay: thế giới ngày nay giống như một quán cơm,
Ai ăn món nào thì gọi món đấy. Nhưng mà ai cũng nghĩ rằng cái món của người bên cạnh thì lại ngon hơn cái món của mình gọi. Cụ thể hơn nữa, kính thưa cộng đoàn, mới đây tôi có đọc tới một câu chuyện về anh thợ đục đá. Chuyện kể rằng có một người thợ đục đá luôn luôn than thân trách phận của mình, vì anh cảm thấy cuộc đời của mình như là một người thợ lúc nào cũng mải mê, mệt nhọc và thậm chí một cái công việc buồn tẻ bất hạnh nữa. Thế một ngày nọ khi anh đang đục đá thì có một vị quan, một vị vua đi qua với một đoàn tùy tùng rất là sang trọng. Thế rồi anh ngẩng mặt lên, anh cầu xin với Chúa: lạy Chúa, xin cho con hôm nay được trở thành một cái vị vua, bởi vì con đã quá mệt mỏi với công việc đục đá này. Con thích là một ông vua hơn là một người đục đá. Thế ngay lập tức ông trời đã cho anh trở thành một vị vua. Thế rồi khi lên ngôi vua thì nhà vua thường phải đi vi hành thăm dân chúng. Một lần kia vị vua đi thăm dân chúng thì hôm đó trời nắng chói chang và nóng nực quá, cho nên vua lại ngẩng mặt lên trời cầu xin rằng: trời ơi, con cảm thấy mặt trời còn quyền lực hơn cả ông vua, và con lại muốn làm ông mặt trời. Thế rồi lập tức nhà vua lại biến thành ông mặt trời. Khi đã là mặt trời thì ông cảm thấy vui mừng vì ánh sáng của mình chiếu soi vạn vật khắp mọi nơi. Nhưng vào một buổi sáng nọ, khi mà một đám mây che khuất mặt trời, thì ông mặt trời lại bực bội và nghĩ rằng: có lẽ mình phải là một đám mây, bởi vì đám mây nó còn có thể che khuất được cả mặt trời. Thế rồi ông mặt trời lại cầu xin: Chúa ơi, con muốn trở thành một đám mây. Thế thì trời cũng không có ngần ngại, lại ban cho ông trở thành một đám mây. Nhưng sau đó một đám mây đã làm mưa và gây nên một trận lũ lụt lớn. Thế đám mây nghĩ rằng: ta đã lấy làm hãnh diện và sung sướng khi làm một đám mây, và nhất là lúc này đây, sức mạnh của mình thật là vô song. Nhưng rồi ông lại nhận thấy khi trận mưa trút nước xuống thì có một hòn đá lớn nó đã ngăn cản cái dòng nước lũ. Và thế rồi ông lại cầu xin với Chúa: thưa Chúa, con cảm thấy tảng đá kia nó còn vĩ đại hơn là cả dòng thác lũ, vì thế nó đã cản được dòng nước lũ đang cuốn xiết đi biết bao nhiêu vạn vật trên mặt đất này. Rồi ông lại cầu xin cho mình được trở thành hòn đá lớn. Và lời cầu xin của ông vẫn tiếp tục được nhận lời, và ông đã trở thành một hòn đá lớn. Nhưng mà một ngày kia thì lại có một ông thợ đục đá lại đến để đục vỡ cái hòn đá lớn này thành nhiều mảnh để khơi dòng chảy. Và bấy giờ thì ông lại không cảm thấy hạnh phúc nữa, và ông lại nhìn thấy người đục đá kia có uy quyền trên một cái viên đá lớn là mình như vậy. Thế rồi ông lại cầu xin cho mình trở thành một người đục đá. Và kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bấy giờ ông ta cảm thấy rất hạnh phúc, vì làm một thợ đục đá thì vĩ đại và quyền thế hơn mọi sự mà ông đã được trải qua. Thế cuối cùng ông lại trở thành một nghề đục đá với công việc của mình. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, điều đó và câu chuyện này nó cũng cho chúng ta thấy con người của chúng ta thường đứng núi nọ để trông núi kia. Nghĩa là chúng ta không bằng lòng hoặc là chưa bằng lòng với những cái mình có, và mình cũng chẳng an tâm với những công việc, những cái hoàn cảnh, kể cả tình duyên hiện có, để rồi mình lại mơ tưởng đến chuyện khác tốt hơn. Cái thái độ này nó rất là tai hại, vì nó luôn làm cho ta cảm thấy thiếu vắng, bồn chồn, lo lắng
và không bao giờ cảm thấy mình được no đủ, bình an và hạnh phúc. Những người có thái độ như thế sẽ luôn bị dằn vặt và đau khổ vì những giới hạn của mình. Cho nên, khi mà dạy giáo lý tân tòng cũng như dạy giáo lý hôn nhân cho các anh các chị, tôi thường hỏi các anh các chị rằng, khi nào thì các anh các chị cảm thấy mình được hạnh phúc nhất? Thế thì có rất nhiều những câu hỏi các anh các chị đã đặt ra. Có người thì nói là khi chọn được một người yêu hợp với ý của mình, khi chọn được một chàng trai cao to, lực lưỡng, đẹp trai, khỏe mạnh. Rồi các chàng trai thì nói được khi chọn được một cô gái duyên dáng, mỹ miều, đẹp đẽ, xinh xắn, cảm thấy như vậy là hạnh phúc. Nhưng kính thưa cộng đoàn, hỏi rằng cái sự to đẹp ấy, cái sự mỹ miều ấy, liệu chúng ta có giữ được mãi hay không? Tất cả những cái mà chúng ta đang có ở trong bàn tay của chúng ta giờ đây, nó chỉ là tương đối mà thôi. Những sự to cao đẹp đẽ xinh xắn ấy, một ngày nào đó nó cũng sẽ không còn. Nhà cao, cửa rộng, tiền tài, danh vọng, địa vị và tất cả vật chất chúng ta có được trong tay chúng ta, ngày hôm nay chúng ta cảm thấy hạnh phúc, nhưng mà ngày mai chúng ta đã chán và chúng ta muốn đi tìm kiếm cái khác. Và kể cả trong đời sống gia đình cũng vậy. Nhiều quý ông nói rằng tôi kiếm được vợ đẹp con khôn là hạnh phúc rồi. Ấy vậy nhưng mà hôm nay thì nói hạnh phúc, nhưng ngày mai đã lại chán cơm thèm phở. Và cứ như vậy thì không thể nào trong đời sống của chúng ta có thể được bình an và hạnh phúc. Vậy câu trả lời của chúng ta, bình an và hạnh phúc khi nào? Kính thưa cộng đoàn, thiết nghĩ chúng ta bình an và sống hạnh phúc là khi chúng ta bằng lòng với tất cả những thứ mình đang có. Và nếu chúng ta bằng lòng với những cái chúng ta đã có rồi, thì chúng ta không còn phải lo đi tìm kiếm những cái thứ ngoài cái điều mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc nữa. Vợ đẹp con khôn chúng ta cảm thấy được là hạnh phúc rồi, thì chúng ta không còn để ý đến người ngoài gia đình của chúng ta nữa. Và thiết nghĩ rằng như vậy thì cuộc sống của chúng ta sẽ được hạnh phúc hơn. Kính vì thế, kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong ca dao tục ngữ Việt Nam của chúng ta nói một câu với những người nữ giới rằng: lấy chồng mà chẳng biết mặt chồng, đêm nằm tơ tưởng lại nhớ ông láng giềng. Đó, mình vợ chồng mình mà lại không nhớ đến, mà lại đi nhớ đến ông hàng xóm, thì làm sao có thể mà có được một gia đình hạnh phúc ấm êm. Kính vì thế, kính thưa cộng đoàn, người xưa nay nói rằng: xưa nay thế thái nhân tình, vợ người thì đẹp mà văn mình thì hay. Đấy. Nhiều khi mình đi khen vợ người khác, nhìn như vậy làm sao mà gia đình của chúng ta có thể ấm êm hạnh phúc được. Vì thế trong đời sống của gia đình, đặc biệt là hai đôi tân hôn hôm nay chúng con rất thân mến, để cho gia đình của chúng ta trở nên ấm êm hạnh phúc, thì thiết nghĩ rằng mỗi người chúng ta phải biết hy sinh cho nhau, biết hướng về nhau và luôn luôn bằng lòng với những điều mình đã được Chúa ban cho. Và hơn nữa, chúng ta cũng rất cần phải sự cầu nguyện nâng đỡ của cộng đoàn, cũng như của ông bà cha mẹ anh chị em trong cộng đoàn chúng ta, những người sống lân cận với chúng ta, để qua đó chúng ta có một ơn, có một cái nghị lực để chúng ta biết vượt thắng tất cả những điều mà chúng ta đang hy vọng một cách viển vông, để rồi chúng ta trở về với cái hạnh phúc đích thực là mỗi người chúng ta. Như trong bài đọc thứ nhất hôm nay nói rằng người nam sẽ bỏ cả cha mẹ để gắn bó với vợ của mình, và để từ nay không còn là hai mà là một, trở nên một xương một thịt với nhau. Và thiết nghĩ được nếu chúng ta sống như vậy thì gia đình của chúng ta sẽ ấm êm và hạnh phúc. Bằng không, nếu chúng ta đi tìm những thứ ở ngoài đời sống gia đình của chúng ta, thì những cái điều đó có thể lại làm cho gia đình của chúng ta trở nên đổ vỡ, ly tán và ly thân lúc nào không biết. Chúng ta cầu xin Chúa và đặc biệt cầu nguyện cho hai đôi tân hôn hôm nay, để chúng ta, để các anh các chị cũng sẽ còn một nghị lực sống, và để cho gia đình của các anh các chị được ấm êm và hạnh phúc. Tiếp sau đây là nghi thức hôn phối.
các anh Giuse và các chị Maria, chúng con rất thân mến. Chúng con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của chúng con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của chúng con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho chúng con nên phong phú và vững mạnh để chúng con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến chúng con. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, cha hỏi chúng con về ý định của chúng con. Anh Giuse Giáp và chị Maria Nhung, chúng con đến đây để kết hôn với nhau, chúng con có bị ép buộc không? Thưa cha, không ạ. Thưa không. Chúng con có hoàn toàn và tự ý và tự do không? Thưa cha, con tự do. Thưa cha, con tự do. Khi chọn đời sống hôn nhân, chúng con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa cha, con sẵn sàng. Thưa, con sẵn sàng. Chúng con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa cha, con sẵn sàng. Thưa, con sẵn sàng. Vậy bởi vì chúng con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, chúng con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của chúng con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Giuse Giáp muốn nhận em Maria Nhung làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Maria Nhung nhận anh Giuse Giáp làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận của chúng con vừa tỏ bày trước mặt hội thánh, và xin Chúa tuân đổ phúc lành của Ngài trên chúng con. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Anh Giuse Quan và chị Maria Liên, chúng con đến đây để kết hôn với nhau, chúng con có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Chúng con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa cha, con có. Thưa cha, có. Khi chọn đời sống hôn nhân, chúng con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Con sẵn sàng. Thưa, con sẵn sàng. Chúng con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa, con sẵn sàng. Thưa, con sẵn sàng. Vậy bởi vì chúng con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, chúng con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của chúng con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh Giuse Quan xin nhận em Maria Liên làm vợ và hứa giữ lòng chung thủy với em lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, và sẵn để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Lê Thị Liên xin nhận anh Giuse Phạm Văn Quan làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận của chúng con vừa tỏ bày trước mặt hội thánh, và xin Chúa tuân đổ phúc lành của Ngài trên chúng con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa, ta ơn Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà chúng con sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy.
Em Maria Nhung xin em hãy nhận lấy chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Giuse Giáp, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Em Maria Liên xin em hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh như anh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Giuse Quan xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, từ giờ phút này chính thức các anh các chị đã trở thành những gia đình mới trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Chúng ta hãy vỗ một tràng pháo tay để chúc mừng cho hai đôi gia đình mới này.